Hey, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hồ Eboli. Các bạn thân mến, clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, cái bài này là cái bài nhập tên sinh viên. Rồi sau đó mình in ra là tên in hoa. Rồi nhập điểm. Rồi đã có số điểm rồi thì mình sẽ làm một cái phép toán là mình xếp loại yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc. Và cuối cùng là kết quả rớt hay đậu. Thì bốn kết quả này mình sẽ in ra. Và đương nhiên mình sẽ ứng dụng function để mình làm cái chuyện này. Rồi, cái form này thì mà tôi đã tạo sẵn, các bạn có thể tạo lại theo ha. Rồi, khi mà click vô cái nút kết quả này thì sẽ gọi tới cái hàm là điểm sinh viên, điểm SV. Thì điểm SV này mình sẽ tạo trong cái myfunction.cs ha. Điểm sinh viên, tức là điểm SV. Rồi, chúng ta khai báo một cái function à, điểm SV. Rồi, function điểm SV. Thì function là function không có giá trị truyền vào ha. Thì mình sẽ lấy giá trị bằng cách là và đó. Ví dụ họ tên bằng document.getElementById no. Cái này là dữ liệu trong form thì sử dụng đối tượng là form. Rồi form này tên gì thì mình cho một cái tên ở đây. Ví dụ như bảng điểm chẳng hạn ha. Bảng điểm form chẳng hạn. Rồi mình kiểm tra lại HTML coi cái form mình có phải tên là bảng điểm form không. Không thì sửa lại ha. Bảng điểm form. Rồi bây giờ cái name này là họ tên, cái name này là điểm. Thì mình lấy hai cái về. Rồi ngoặc vuông tiếp tục. Họ tên. Đó. Rồi mình lấy luôn cái giá trị ha. Value. Đó. Rồi mình đã có họ tên rồi, mình lấy luôn cái điểm. Rồi cái này là điểm. Cái này là điểm. Rồi xong. Bây giờ mình đã có điểm rồi, mình sẽ xếp loại điểm. Thì để xếp loại điểm thì chúng ta sẽ tạo một cái hàm truyền giá trị và trả về giá trị. Truyền giá trị điểm vô và mình sử dụng cái cấu trúc câu so sánh để mình xếp loại. Thì cấu trúc câu nào mà có nhiều trường hợp là switch case. Rồi chúng ta sẽ làm cái function ha. Function này là function xếp loại. Function xếp loại mà mình truyền cái điểm vô. Thì lúc này mình cho một cái biến ít nào đó chẳng hạn tức là cái phần mà xếp loại mình có cái giới hạn giá trị. Cho nên mình không có dùng switch case ngay đây được, mà mình dùng if else bình thường thôi. If thôi. Rồi, mình có thể so sánh từ lớn tới nhỏ ha. If nè. Nếu mà if này mà nó lớn hơn 9 thì mình xếp loại là xuất sắc. Thì lúc này mình chỉ cần là return ha. Return là xuất sắc. Đó. Nha, return là xuất sắc. Rồi. Đấy, bây giờ mình else if. Đó, else if thì lúc này mình ở trong đây nó có hai giá trị là nhỏ hơn hoặc bằng 9 ha. Ở đây lớn hơn bằng 9 là xuất sắc đi. Rồi. Thì ở trong đây có hai giá trị là x nó có thể là lớn bằng 8 và nhỏ hơn 9 ha. X nó lớn hơn 8 thì hai giá trị thì có hai dấu ngoặc đơn và hai dấu trị là hai ngoặc đơn. Rồi, x lớn hơn hoặc bằng 8 và x nhỏ hơn 9. Thì cái này là mình trả về giá trị là giỏi. Return. Return giỏi. Đó ha, return giỏi. Thì bây giờ tiếp theo mình cũng else if nữa. Else if một lần nữa, hai lần, ba lần nữa chứ quên. Rồi mình else if nữa ha. Else if, else if, else if. Rồi. 8 tới 9 thì bây giờ là 7. 7 tới 8 ha. Thì cái này là khá. Rồi, cái này là 5 tới 7. Trung bình khá ha. Cái này là trung bình khá. Lớn hơn 5 chứ, lớn hơn 5 ha, lớn hơn 5. Trung bình khá. Rồi bằng 5 là trung bình. Bằng 5. Bằng 5 là trung bình. Và ngược lại là yếu hết ha. Rồi, ở đây là bằng 5 thôi thì không có phần này. Xóa phần này. Rồi, cái này là trung bình. Rồi, ngược lại yếu. Return thành yếu. Đó, ha. Thì mình có cái phần xếp loại. If else, else if. Rồi, với cái số điểm này thì nó đậu hay rớt thì mình có thêm một cái hàm khác nữa, một cái function khác nữa. Ha, thì mình ghi là function. Rồi.
mình function ha. Thì ở đây là kết quả ha, KQ đi. Rồi KQ của x này là cái gì? Ví dụ như nhỏ hơn 5 thì nó rớt về trên 5 là đầu, thì mình x lớn hơn 5 ha, lớn hơn hoặc bằng 5. Hoặc là mình chỉ cần là so sánh là nhỏ hơn 5 thôi thì mình trả về kết quả là rớt. Hả? Return. Rớt. Ha. Rồi ngược lại. Return đầu. Return là đầu. Rồi ok. Rồi sau khi mà chúng ta đã có hai cái hàm là xếp loại và kết quả, thì bây giờ chúng ta sẽ nhận dữ liệu đầu vào và xuất dữ liệu đầu ra. Thì dữ liệu đầu vào chúng ta đã có hai cái rồi nha, họ tên, điểm, thì bây giờ mình chỉ cần xuất ra thôi ha. Thì hai cái hàm này nó có giá trị trả về hết rồi, thì mình chỉ cần là inner HTML ra đúng vị trí là ok. Ví dụ bây giờ cái hàm họ tên mình muốn xuất ra nó là chữ in hoa, thì chúng ta sẽ làm như sau: dùng cái hàm là to uppercase để chuyển ký tự in thường thành in hoa ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi tới cái chỗ mà mình show ra kết quả. Thì ngay cái chỗ show ra kết quả mình đã có cái ID rồi nè: kết quả họ tên, KQ họ tên, KQ điểm, KQ xếp loại và kết quả cuối ha. Kết quả cuối, KQ luôn đi cho nó thống nhất nha các bạn. KQ cuối. Rồi ok. Thì họ tên mình show cái họ tên ra trước nè. Mình show họ tên ra trước. Document ha. Chấm get element by ID, mở ngoặc ra. Rồi KQ họ tên. Đó, thì mình đã chấm inner HTML và bằng cái gì các bạn? Bằng họ tên. Thì cái này là chữ thường. Bây giờ mình muốn cho nó chữ Việt thì mình chỉ cần là to uppercase ha. To uppercase là chuyển ký tự thường thành ký tự hoa, chuyển chữ thường thành chữ hoa. Rồi mình coi thử coi nó chuyển chưa ha. Rồi bắt đầu mình mới tính tiếp các kết quả khác. Rồi điểm sinh viên nè. Rồi ok show nè. Trần Gia Tường à. Trần Gia Tường. Kết quả no, không bị lỗi ha. Rồi bị lỗi thì các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn inspect. Rồi các bạn click vô cái số 1 ở đây nè, thì nó hiện lỗi nè. To uppercase không phải là một cái hàm. Mình vô WCWCool, mình search là to uppercase gì đó chẳng hạn, uppercase gì đó à, upper ha. Hàm mình thiếu chữ ha, hàm mình thiếu chữ. To uppercase, click vô đi, copy cho nó nhanh. To uppercase gene, à gene chứ không phải là biến trong này ha. Mình quên cái hàm nào thì mình có quyền mình xem lại thôi chứ chả có gì. To uppercase hay là to gì đó, to lower, cái này là chữ thường, cái này là chữ hoa. Rồi to uppercase tức là cái gene đó và chấm thôi các bạn ha. Thì cái này là họ tên nè, rồi chấm nè đó, và trong đây không cần họ tên đây đó, thì nó chuyển thành chữ hoa. Rồi ok, F5 lại ha các bạn. Rồi Trần Gia Tường ok ha, đó Trần Gia Tường nhìn hoa. Rồi bây giờ mình nhập số điểm vô các bạn. Sau khi nhập số điểm vô thì bắt đầu mình có cái kết quả và cái xếp loại. Thì cái xếp loại số điểm và xếp loại. Rồi mình cũng document ha, mình đọc cái kết quả get element ID, get element, get element by ID. Và lúc này mình lấy ID gì mình hiện đây? KQ điểm, đúng không? KQ điểm. Đây, KQ điểm, điểm xong tới xếp loại mình tới kết quả cuối cùng. Rồi KQ điểm chấm inner HTML. Inner HTML bằng bằng cái gì các bạn? Thì chỗ này là bằng điểm thôi các bạn, à, không có gì hết ha, bằng điểm thôi. Bằng điểm bình thường thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ xếp loại ha. Thì kết quả xếp loại document KQ xếp loại, KQ xếp loại à, inner HTML thế này là xếp loại. Rồi xếp loại thì mình đưa gì vô các bạn, mình đưa cái điểm vô đó, hình dung không? Rồi cuối cùng là kết quả document chấm get element by ID, mở ngoặc ra, KQ cuối cùng, KQ cuối ha. Rồi chấm inner HTML và mình bằng cái gì các bạn? KQ, hàm KQ nè, mở ngoặc ra, cái gì vô đây? Điểm đó. Thì mình căn cứ vào điểm này mình có thể là xếp loại, mình căn cứ vào điểm này mình có thể là cho kết quả đậu error. Rồi ok, mời các bạn coi lại cái kết quả ha. F5
Trần Bá Hộ. Rồi. Số điểm là 8 ha. Kết quả Trần Bá Hộ số điểm là 8, loại giỏi đậu ha. Rồi, Trần Gia Tường ha, 3 điểm. Bấm cái Trần Gia Tường 3 điểm yếu rớt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái app nho nhỏ là nhập tên sinh viên vô, rồi khi xuất ra thì tên sinh viên in ha. Rồi mình sẽ xếp loại với số điểm đó và kết quả số điểm đó là như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn nếu là lần đầu tiên đến với kênh Thầy Hộ Web, Thầy Hộ Eboli Web Designer, các bạn vui lòng nhấn vào nút like, subscribe và nhấn chuông để nhận được các bài học mới nhất. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.